tìm thấy loại thỏ vằn Anamite ở Việt Nam tin tổng hợp. Thỏ vằn Anamite Strike Rabbit đã được các nhà khoa học thiên nhiên khám phá cách đây 20 năm và từ đó ít khi tìm thấy nữa. Một nhóm nghiên cứu của trường đại học East Anglia đã thực hiện một chuyến đi 3 tháng tới Việt Nam để tìm loại thỏ có thể là đã bị tuyệt chủng này và họ đã thành công. Nhà nghiên cứu Sarah Goodwin là một người trong toán nói rằng Cô ta nghĩ sẽ không may mắn, không có nhiều hy vọng, nhưng cô đã có cơ hội tuyệt vời ôm được một con thỏ vàng sung sướng không thể tả. Sarah Goodfield nói thêm rằng, hiện giờ chưa ai biết gì về loại thỏ vằn nên sự khám phá của toán nghiên cứu vô cùng quan trọng. Theo Sarah diễn tả thì con thỏ rất đẹp, lông vàng nhạt, có sọc, mông đỏ. Con thỏ to hơn cô ta tưởng, nhưng nhẹ và mềm mại. Thỏ vằn có tên khoa học là Nesulagos timinsi có sự khác biệt di truyền so với các loài thỏ khác. Loài thỏ đặc biệt này chỉ có ở Việt Nam và Lào đang có nguy cơ bị tuyệt chủng vì nạn ăn thịt rừng và phá rừng.